Xin chào tất cả các bạn, mình rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục giới thiệu về bể bơi. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn chiếc bể bơi khung kim loại 28273. Chiếc bể này có chiều dài là 45 cm, chiều rộng là 2,2 cm và chiều cao là 84 cm. Hôm nay mình lắp chiếc bể này cho trường mầm non Hiền Tài ở Phan Đình Giót, Hà Nội. Chiếc bể này được lắp trên sân thượng nhé. Đây. Thời tiết hôm nay thì rất là oi bức, nóng nực, nên là nhà trường đã lắp ngay chiếc bể này để kịp thời cho các bé được tắm mát trong những ngày hè. Trường mầm non thì có rất là nhiều lớp ở độ tuổi khác nhau, cho nên là nhà trường đã chọn chiếc bể 28273 có chiều dài là 4,5m này thì mới đủ cái diện tích mấy cả lượng nước để cho các con cùng một lúc. Chiếc bể này rất là to, dài và rộng đấy ạ. Ở nội thành thì rất là ít nhà có thể lắp ở sân vườn, nên là đa phần là toàn lắp ở trên sân thượng ạ. Lắp bể bơi khung kim loại là sự lựa chọn đúng đắn nhất của các trường mầm non trong những cái ngày hè này. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại trang Intech Việt Nam hoặc là babycuatoi.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.